Trời tối, đất tối, lũ lụt khủng khiếp. Mưa lớn ở Quảng Đông lần đầu tiên sau 10 năm gió mạnh thổi bay người và đồ đạc. Nước ngập nóc ô tô, tháp truyền hình bị sét đánh 6 lần trong 1 giờ. Thành phố Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông gặp mưa lớn hiếm thấy. Lũ lụt ở Thiều Quan, Quảng Đông dữ dội, nước dâng tới cổ người dân. Kính thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua, mưa lớn trên diện rộng đã xảy ra ở nhiều nơi ở Quảng Đông, gây lũ lụt. Trong số đó, lũ quét dữ dội ở thành phố Thanh Viễn làm ngập các đường cao tốc và vô số tuyến đường, xe cộ bị cuốn trôi, một cây cầu cáp cũng bị lũ cuốn trôi. Nước dâng cao 1,5 mét xung quanh một trường trung học ở thành phố Thanh Viễn. Khi mưa lớn đổ xuống Thiều Quan, Quảng Đông, nhiều nơi bị ngập, người dân mắc kẹt, nước gần như ngập nóc ô tô. Vào sáng ngày 21 tháng 4, ngoại trừ Trạm Giang và một số thành phố khác, các quận phía đông Quảng Đông bị mây dông bao phủ. Tổng cộng có 70 tín hiệu cảnh báo mưa bão và 65 tín hiệu cảnh báo dông trên toàn tỉnh. Từ đoạn video được đăng tải lên mạng, chúng ta có thể thấy trời tối, đất tối, lũ lụt dâng cao quả thật đáng sợ. Một phần khu đô thị biến thành đại dương bao la, đường xá biến thành thác gành, nhiều ô tô bị lũ cuốn trôi. Đặng Hiểu xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chuyên mục điểm nóng trên kênh DBC. Thành phố Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông gặp mưa lớn hiếm thấy. Kính thưa quý vị, theo các hãng truyền thông Trung Quốc, lượng mưa lớn đã xảy ra ở các khu vực Thiều Quan và Thanh Viễn ở phía bắc Quảng Đông. Ông Mai, người dân huyện Dương Sơn, Thanh Viễn nói với Southern Metropolis Daily rằng mưa lớn từ 19 giờ tối đến 11 giờ ngày 20 tháng 4, độ sâu nhất là khoảng 80 cm. Vào buổi sáng ngày 20, khắp nơi là đại dương bao la và xe cộ bị lũ cuốn trôi. Dự kiến lượng mưa lớn sẽ tiếp tục kéo dài ở Thanh Viễn từ ngày 20 đến 22 tháng 4. Dự đoán Bắc Giang sẽ có trận lũ thứ hai kể từ mùa lũ năm nay, ảnh hưởng đến hoạt động của một số tuyến xe lửa. China News Service đưa tin kể từ ngày 18 tháng 4, hầu hết các khu vực của tỉnh Quảng Đông đều có mưa to đến rất to, có mưa to cục bộ do ảnh hưởng của mưa lớn. Nhiều con sông như Bắc Giang xảy ra lũ vượt mức cảnh báo, lũ quét và thảm họa địa chất xảy ra thường xuyên, một số đô thị bị úng cục bộ. Cư dân mạng ở Thanh Viễn có tài khoản Azen Live đã đăng một đoạn video nói rằng trận mưa ở Thanh Viễn dữ dội đến mức cả đời anh chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng như vậy. Anh cho rằng mưa bão quá lớn và đáng sợ. Ban ngày như ban đêm, bầu trời đen kịt, thời tiết quá bất thường. Theo cư dân mạng, từ tối ngày 19 tháng 4 đến rạng sáng ngày 20 tháng 4, thành phố Thanh Viễn hứng chịu một trận mưa lớn chưa từng thấy. Thậm chí có nơi còn có mưa cực lớn, lũ quét dữ dội tràn vào đường cao tốc, vô số con đường bị ngập, nước tràn vào toa tàu cao tốc, cảnh tượng thật kinh ngạc. Có thể thấy, qua đoạn video được cư dân mạng ghi lại tại hiện trường, đường cao tốc biến thành sông, nước lũ dữ dội, phương tiện giao thông như thuyền bồng bềnh, có thể lũ nhấn chìm bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, người có liên quan phụ trách ga đường sắt cao tốc Thanh Viễn nói với một số đài truyền hình địa phương rằng đoạn video lan truyền trên mạng không xảy ra ở tuyến đường sắt cao tốc đi qua Thanh Viễn. Thời tiết từ 8 giờ ngày 18 đến 8 giờ ngày 20 không ảnh hưởng đến hoạt động của đường sắt cao tốc ở đây. Cơ quan ngôn luận Trung Quốc cũng hạ thấp tính chất của sự việc, cho rằng mưa lớn ở Thanh Viễn, Quảng Đông đã khiến nhiều ngôi làng ngập lụt, nhiều người già và trẻ em bị mắc kẹt và đã được cảnh sát đến giúp đỡ. Thành phố liên tục hứng chịu mưa lớn, nhiều nơi bị mưa lớn khiến một số ngôi nhà bị ngập, làng mạc ngập úng, người dân mắc kẹt. Tin tức Bắc Kinh đưa tin, từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 4, 4 trạm thủy văn sông ở Thanh Viễn, Quảng Đông đã vượt qua mức cảnh báo và lượng mưa tích lũy tại 24 trạm là hơn 250 mm. Một số ô tô bị cuốn trôi dưới cầu, một số cây cầu cáp cũng bị lũ cuốn trôi. Theo thông tin của Southern Plus, vào chiều ngày 20 tháng 4, vụ ngập úng đã xảy ra tại trường trung học cơ sở Dương Sơn, huyện Dương Sơn, thành phố Thanh Viễn. Khoảng 6 giờ tối hôm đó, xung quanh trường bị tích nước nghiêm trọng, sâu nhất lên tới 1,5 mét. Nước đã ngập đến tầng 1 của khu ký túc xá. Gần 7 giờ sau, những học sinh bị mắc kẹt đã được đưa ra ngoài. Một số sông đã xảy ra lũ vượt mức cảnh báo. Các cổng đập của dự án thủy lợi Thanh Viễn đều được mở và đang trong tình trạng rò rỉ hở. Dự kiến sẽ vẫn có mưa lớn ở phía bắc Quảng Đông và phía đồng bằng sông Châu Giang.
Thiều Quan, Quảng Đông dữ dội, nước dâng tới cổ người dân. Thưa quý vị, ở Thiều Quan, Quảng Đông cũng là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Mưa lớn cục bộ gây ngập lụt ở nhiều nơi ở thành phố Thiều Quan, biến đường phố thành biển rộng. Bức tường của một khu dân cư ở quận Khúc Giang, thành phố Thiều Quan bị sập trong trận mưa lớn. Lũ lụt ngay lập tức tràn vào khu dân cư và một chiếc xe ô tô lớn bị mắc kẹt trong nước. Người dân nhận thấy lũ lụt đã khiến một số ngôi nhà của họ bị hư hại nghiêm trọng. Đoạn video do tài khoản chính thức của China Yacht Network Green Hornet đã đăng tải vào ngày 20 tháng 4 cho thấy nhiều nơi ở Thiều Quan bị ngập, khiến nhà cửa chìm trong nước, người dân mắc kẹt, nước gần như ngập nóc ô tô. Trong số đó, một nữ công dân thốt lên, trời ơi, bức tường đổ rồi. Ngày 21 tháng 4, mưa lớn ở Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông gây lũ lụt. Sau trận mưa lớn, nước ngập đến cổ người dân. Đoạn video người đàn ông đẩy xe máy điện về phía trước trở thành chủ đề tìm kiếm nóng. Lũ lụt khiến nước tích tụ nghiêm trọng trên nhiều tuyến đường chính ở thành phố Thiều Quan. Một số đoạn đường buộc phải gián đoạn do lở đất, lở bùn. Cô Lý, bí danh, nói với truyền thông địa phương rằng bố mẹ cô và bà ngoại gần 80 tuổi sống ở làng Loan Tử, thị trấn Giang Loan, thành phố Thiều Quan. Cô không thể liên lạc được với gia đình kể từ 9 giờ sáng ngày 20 tháng 4. Tôi đã gọi điện cho họ gần một ngày rồi vẫn không liên lạc được, tôi rất lo lắng. Ngoài ra, nhiều cư dân mạng đã đăng tải bản ghi các cuộc gọi họ gọi cho người thân và bạn bè ở thị trấn Giang Loan nhưng không có cuộc điện thoại nào được trả lời. Một số cư dân mạng đã đăng tải những bức ảnh cho thấy lở đất và các hiện tượng khác xảy ra trong khu vực.
truyền hình Quảng Đông bị sét đánh 6 lần trong 1 giờ. Thưa quý vị, ngày 21 tháng 4, Cap Canton Tower ở Quảng Đông bị sét đánh 6 lần trong 1 giờ, cũng tiếp tục đứng đầu danh sách tìm kiếm nóng. Theo thông tin, trong khoảng thời gian từ 19 đến 20 giờ ngày 20 tháng 4, tháp Quảng Châu thường xuyên bị sét đánh trúng. Hệ thống chụp ảnh kênh sét đã chụp được hình ảnh quang học của 6 đợt sét. Một số con sông ở Quảng Đông đã xảy ra lũ lụt vượt mức cảnh báo. Thành phố Quảng Châu đã nâng cấp thông báo ứng phó khẩn cấp đối với các thảm họa khí tượng, bão và gió mạnh. Bị ảnh hưởng bởi lũ lụt nghiêm trọng, một số chuyến tàu tốc độ bình thường đi qua đường sắt Bắc Kinh, Quảng Châu, Kinh Cửu sẽ tiếp tục bị tạm dừng vào ngày 21 tháng 4. Thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục điểm nóng của DBC. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.